Xin kính chào quý vị khán giả. Big One rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 7 tháng 11, tại cuộc họp báo ở Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố nước này không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine, báo hiệu Seoul có thể thay đổi lập trường về vấn đề này. Ông Yoon Suk-yeol nói, giờ đây tùy thuộc vào mức độ can dự của Triều Tiên, chúng tôi sẽ dần điều chỉnh chiến lược hỗ trợ của mình theo từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong thông tin cập nhật hôm 5 tháng 11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yoon Ha-kyu cho biết hơn 10.000 lính Triều Tiên đang có mặt ở Nga và chúng tôi đánh giá rằng một phần đáng kể trong số này hiện được triển khai đến các khu vực tiền tuyến, gồm cả vùng Kursk. Thông tin từ Hàn Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Lầu Năm Góc nói rằng có ít nhất 10.000 lính Triều Tiên đang ở vùng Kursk của Nga, gần biên giới Ukraine, nhưng họ không thể xác nhận các báo cáo cho biết lính Triều Tiên đã tham chiến. Về phía Seoul, ông Jeon không có thông tin khi được hỏi liệu lính Triều Tiên có tham chiến hay chưa. Hàn Quốc từ lâu đã có chính sách không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột, nhưng họ cho biết chính sách này có thể thay đổi sau khi rộ tin Triều Tiên điều binh lính tới giúp Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, cơ quan tình báo Ukraine cho rằng có khoảng 12.000 lính Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan và 3 tướng, đã có mặt tại Nga và đang huấn luyện tại 5 căn cứ quân sự. Tổng thống Yoon thông tin văn phòng của ông sẽ theo dõi những diễn biến liên quan đến hoạt động của binh lính Triều Tiên và rằng nếu ông quyết định cung cấp vũ khí cho Kiev thì đợt cung cấp đầu tiên sẽ mang tính phòng thủ. Ông nói mà không giải thích thêm, nếu chúng tôi tiến hành hỗ trợ vũ khí, trước hết chúng tôi sẽ ưu tiên vũ khí phòng thủ. Theo ông Yoon, việc Triều Tiên can dự vào cuộc chiến ở Ukraine gây ra mối đe dọa cho Hàn Quốc vì lính Triều Tiên sẽ có được những kinh nghiệm chiến đấu cần thiết mà họ còn thiếu và rằng Bình Nhưỡng sẽ được Nga đền đáp bằng việc chuyển giao các công nghệ quân sự nhạy cảm. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kết quả ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng một lần nữa đã mang lại sự bấp bênh đối với việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, Lầu Năm Góc đã ngừng gửi đơn đăng ký tới Ba Lan xin xây cầu hàng không để cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyến bay cuối cùng của máy bay vận tải đến Trung tâm Hậu cần Bộ Zetrao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11 tới. Triển vọng về nguồn cung tiếp theo từ Mỹ vẫn chưa rõ ràng, trong khi số lượng chuyến bay chở hàng trong khu vực cảng Constanta của Romania, nơi hàng hóa quân sự được chuyển lên tàu cũng đã giảm. Sau một loạt cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh vào cảng Odessa ở tây nam Ukraine, việc vận chuyển vũ khí đã chuyển sang các cảng và bến tàu Danube, nơi có công suất thấp hơn đáng kể. Trên thực tế, Mỹ đang dần chuyển gánh nặng tài trợ cho Kiev sang châu Âu. Ngoài vị cựu Tổng thống Mỹ, vốn luôn phản đối cung cấp vũ khí cho Kiev, phần lớn ekip của ông Trump, người vừa mới chiến thắng ứng cử viên Cộng hòa Kamala Harris, cũng đều là những người luôn phát biểu quan điểm của mình về sự cần thiết phải chấm dứt xung đột Ukraine, mà đầu tiên là việc ngừng ném thêm mũi lửa vào cuộc xung đột với Nga. Ví dụ như thượng nghị sĩ bang Florida là Marcos Rubio, người được giới truyền thông coi là ngoại trưởng Mỹ tương lai. Trong chính quyền 2.0 của ông Trump đã nhiều lần nói về sự bế tắc trong cuộc xung đột Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt giao tranh. Chính trị gia này lưu ý rằng cuộc chiến đang bế tắc, không thể tiếp tục được tài trợ. Vì vậy, các đồng minh của Mỹ cũng cần phải làm như vậy. Ông Rubio khẳng định mong muốn ngăn chặn xung đột của ông Trump và những người trong ekip không xuất phát từ cáo buộc về việc họ là những người hâm mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà đơn giản chỉ là vị cựu tỷ phú Mỹ không có ý định tiếp tục chi tiền của người nộp thuế Mỹ cho Ukraine. Ghế phóng thoát hiểm là phương tiện không một phi công chiến đấu nào muốn dùng đến, vì nó đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ chiếc máy bay chiến đấu trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Quá trình thoát hiểm phức tạp bằng ghế phóng cũng có thể mang đến những rủi ro tiềm ẩn đối với người phi công. Tuy nhiên, theo thiết kế sư trưởng tập đoàn NPP Jivedagai Severin, với hệ thống ghế phóng thoát hiểm K63 do công ty này phát triển, hơn 97% phi công, khoảng 500 trường hợp vẫn có thể bay trở lại bình thường sau khi sử dụng ghế phóng. Tỷ lệ này thuộc vào diện cao nhất trong lĩnh vực hàng không thế giới. Để so sánh các dòng ghế phóng thoát hiểm trên máy bay chiến đấu của NATO, tỷ lệ phi công có thể phục hồi sau chỉ từ 55-60%. Theo thiết kế sư trưởng Guy Severin, chi phí đào tạo một phi công đủ tiêu chuẩn ước tính khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Con số này gần bằng một nửa chi phí của chính chiếc máy bay. Chính vì vậy, NPP Jivedda, ngay khi thiết kế K-36, quyết định không chỉ cứu người phi công bằng bất cứ giá nào mà còn bảo vệ anh ấy trước mọi chấn thương. Hệ thống ghế phóng K-36 bắt đầu được tập đoàn NPP Jivedda của Nga
nghiên cứu sản xuất từ đầu thập niên 1980 để lắp đặt trên nhiều loại chiến đấu cơ của Liên Xô và Nga sau này, từ Su-25, MiG-29, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, Yak-130 cho đến tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Với từng dòng chiến đấu cơ khác nhau, NPP Jivetda phát triển các mẫu ghế phóng K-36 tương ứng. Jivetda đã liên tục cải tiến hệ thống ghế phóng của mình để đáp ứng nhu cầu thoát hiểm của phi công trên những chiếc chiến đấu cơ bay ngày càng nhanh hơn, cao hơn. Và phiên bản ghế phóng K-36D 3.5 trang bị trên tiêm kích Su-30 được coi là một trong những hệ thống thoát hiểm tốt nhất thế giới hiện nay dành cho phi công quân sự. Hệ thống ghế phóng K-36D 3.5 là biện pháp thoát hiểm khẩn cấp cho các phi công ở nhiều giải vận tốc và độ cao khác nhau trong hành trình bay và được sử dụng cùng với các thiết bị bảo hộ khác như trang phục kháng áp để cứu mạng phi công. Ghế phóng K-36D 3.5 gồm một tên lửa phóng, hộp số, hệ thống tựa đầu cứu sinh cùng nhiều thiết bị cần thiết khác để đảm bảo phi công có thể vọt ra an toàn khỏi buồng lái trong thời gian ngắn nhất khi máy bay gặp sự cố. Với thiết kế nhỏ gọn, ghế phóng K-36D 3.5 có thể gắn vừa vào hầu hết các chiến đấu cơ trên thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho bất cứ phi công nào, từ các nữ phi công có trọng lượng chỉ 44kg đến các nam phi công nặng tới 111kg. Trọng lượng của phi công sẽ được máy tính tính toán và có những điều chỉnh cần thiết đối với thiết bị khai hỏa và động cơ tên lửa phản lực để có thể đẩy phi công ra khỏi buồng lái một cách an toàn. Ghế phóng K-36D 3.5 cũng giúp phi công có thể cử động thoải mái hơn so với những phiên bản trước đây, đồng thời tầm nhìn phía trên và phía sau của phi công cũng được cải thiện đáng kể nhờ kích cỡ thiết bị tựa đầu được giảm bớt. Chiếc ghế này có thể đảm bảo cho phi công thoát ra ngoài an toàn khi máy bay đạt vận tốc từ 0 đến 1.400 km/h, độ cao từ 0 đến 24.000m. Ở những độ cao lớn, nơi không khí rất loãng, thiết bị bảo hộ và cung cấp oxy KKO-15 gắn kèm với chiếc ghế sẽ cung cấp đủ dưỡng khí cho phi công. Cùng với hệ thống dù, bộ thiết bị sinh tồn, hệ thống oxy khẩn cấp và pháo sáng, toàn bộ chiếc ghế phóng này có trọng lượng từ 103kg và không quá 155kg. Trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như máy bay mất kiểm soát, phi công sẽ kích hoạt hệ thống phóng khẩn cấp, lập tức nắp buồng lái sẽ được các liều thuốc phóng đẩy văng ra ngoài, liều phóng phản lực được kích hoạt, đẩy toàn bộ ghế phi công thoát ra trước máy bay khi gặp sự cố. Lực đẩy mạnh tới mức dây an toàn có thể làm bầm cả hai vai, thậm chí gãy xương đòn của phi công. Phi công cần thu đầu gối và khử tay thật gọn, quá trình này chỉ kéo dài trong vài giây. Trên các loại tiêm kích hai chỗ hiện đại, ghế thoát hiểm được đồng bộ, chỉ cần một người kích hoạt ghế để cả hai phi công cùng thoát ra. Tuy nhiên, phi công ở ghế sau thoát hiểm ra trước, nếu không luồng lửa từ liều phóng phản lực ghế trước sẽ phụt thẳng vào họ. Sau khi thoát khỏi máy bay, ghế sẽ tự động tách rời, dù hãm mở ở độ cao vừa phải để phi công chạm đất ở tốc độ an toàn. Thông thường, dù hãm tự động bung ở độ cao 4.300m hoặc thấp hơn. Nếu mở ở độ cao lớn hơn, phi công có thể bị lạnh cóng và thiếu oxy. Bên cạnh đó, không khí loãng khiến việc mở dù nguy hiểm hơn, đủ sức gây thương tích cho phi công. Nếu rơi ở độ cao dưới 4.300m và dù không mở, phi công phải tự kéo dây mở tán dù. Nhận biết cao độ là điều quan trọng nhưng rất khó khăn trong tình trạng khẩn cấp. Một số phi công chia sẻ cách nhận biết đơn giản nhất là nếu thấy mặt đất ngày càng lớn và nhanh chóng, hãy kéo dây dù. Nếu dù mở ở độ cao lớn hơn 4.300m và phi công bị khó thở, họ cần bấm nút ở bên phải đai an toàn để khởi động hệ thống cung cấp oxy dự phòng đủ cho phi công thở trong vòng 8 phút. Khi thoát hiểm, phi công cần nhanh chóng đánh giá tình hình để xác định bước tiếp theo. Họ cần kiểm tra địa hình phía dưới, độ cao mở dù và chuẩn bị tiếp đất. Đối với ghế phóng K-36D 3.5, nó được tích hợp hệ thống kiểm soát điện tử đa chương trình, được kết nối với hệ thống trao đổi dữ liệu của máy bay. Hệ thống này tính toán các yếu tố như tốc độ, độ cao, độ nghiêng và vận tốc rơi của máy bay để tối ưu hóa quỹ đạo phóng của ghế, nhằm giảm thiểu nguy cơ gây chấn thương cho phi công. Để giảm bớt độ cao cần thiết để phóng ghế thành công, NPP Jivetda cũng đã tối ưu hóa thời gian phóng bằng cách tăng tốc độ triển khai của dù và động cơ tên lửa tách ra ngay lập tức sau khi ghế phóng thành công khỏi máy bay ở góc nghiêng lớn. Hiệu quả của hệ thống ghế phóng K-36 đã được chứng minh qua nhiều sự kiện, tiêu biểu là sự cố xảy ra tại triển lãm hàng không Paris năm 1989 khi phi công Anatoly Kavocher đã phóng ghế thoát hiểm thành công khỏi chiếc tiêm kích MiG-29 khi máy bay này chỉ còn vài mét nữa là đâm xuống đất. Năm 1993, hai phi công cũng đã thoát chết khi sử dụng hệ thống ghế phóng này sau khi hai chiếc MiG-29 đâm vào nhau trên bầu trời Fairport Anh. Năm 1999, hai phi công Nga khác cũng may mắn thoát nạn sau khi chiếc Su-30 MKI gặp sự cố ở độ cao 50m tại triển lãm hàng không Paris, Pháp.